các bạn nha. Có hai lưu ý rất là quan trọng mà bắt buộc các bạn phải thực hiện khi mà ráp máy nước nóng là mặt trời các bạn nha. Thì gần đây điện tăng giá cho nên là nhiều người mà đang sử dụng máy nước nóng trực tiếp dùng điện á, đa số đều chuyển qua này. Thì chuyển qua này thì phải lưu ý hai điểm này nha. Cái thứ nhất á, là khi mà các bạn ráp máy nước nóng là mặt trời thì cái đường ống này này, đường ống để hấp thụ ánh sáng á thì các bạn phải lưu ý là phải bắt về hướng nam hoặc là về hướng bắc các bạn nha bởi vì á mặt trời á nó sẽ mọc từ đông qua tây thì nếu mình bắt về hướng nam hoặc hướng bắc á thì mặt trời nó sẽ chiếu từ buổi buổi sáng này buổi trưa buổi chiều thì lúc nào nó có được phụ ánh sáng ở đây thì hiệu quả làm nóng là tối đa nó cao nhất các bạn nha à, còn nếu như bạn bắt về hướng đông hoặc hướng tây ví dụ hướng đông đi thì buổi sáng mặt trời chiếu ở đây thì nó nóng được buổi sáng thôi đó còn buổi chiều đi qua cái này thì nó che cái bình bồn này nó không còn sáng nữa thì nó sẽ nguội đi nó không làm nóng được các bạn nha còn nếu mà bắt về hướng hướng tây thì ngược lại nha. Đó, buổi sáng không nóng, buổi chiều gặp mưa cả luôn là ngày đó không có nước nóng các bạn nha. Cái thứ hai cũng cần quan trọng lưu ý đó là cái đường ống xuống các bạn nên đi ống to một xíu, thà đầu tư một xíu cho nó tốn tiền một tí thôi, nhưng mà sau này sử dụng nó khỏe nha. Và cái độ cao á từ cái đáy bồn này này cho tới cái độ cao cái vòi nước mình sử dụng á, ví dụ là vòi tắm này vòi sen này tắm đi là nó phải được tầm 5 mét các bạn nha thì nó mới đủ lực nước để sử dụng cho nó mạnh. Còn nếu không á, nước cũng sẽ yếu thì sử dụng khó chịu lắm nha. Còn nếu như nhà bạn nào đã từng lắp máy nước nóng lên một trời, không đạt độ cao này hoặc để đi đường ống nhỏ, nước đang yếu mà đang muốn tìm một cái máy bơm tăng áp nước nóng giá rẻ mà nhiều tính năng hay thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu của Rimaru này các bạn nha. Đây là máy bơm tăng áp của Rimaru, công suất là 200W độ hút sâu là 9 m các bạn nha, và đẩy cao lên tới 25 m. Cái này à, bơm được nước nóng ok này. Giá chỉ có 1 triệu 350 000 thôi. Nhưng mà nó có những tính năng rất hay nha. Thứ nhất á, là trên này các bạn này, nó có cái cảm biến nước, cảm biến nước đây. Thì à, à, khi mà hết nước, bơm nó sẽ tự động ngừng nha, sau khoảng tầm à, 5 đến 8 phút mà không có nước thì bơm sẽ tự động ngừng. Cái thứ hai á là đầu nước vào nó ở đây, có chành lọc rác luôn này. Nó giúp bảo vệ cái bơm bơm nha. À, lưới lọc rác này là bằng inox luôn Đó Và đầu ra trên này các bạn nha Cái bơm này nó có một tính năng nữa khá là hay Đó là bơm nó không có ồn Khi mà uh, bắt đầu khởi động hoặc là dừng lại Nó không có ồn như những loại bơm khác Là đóng cọc, cọc 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 khó chịu nha Rồi bây giờ mình sẽ test cái tính năng tự động ngừng Cho các bạn xem nha đấy Rồi ok Ok Rồi như vậy là dừng các bạn nha 4 phút 51 giây là đã dừng rồi đó cái tính năng này nó sẽ rất hay à, khi mà đường ống hết nước này hoặc bồn hết nước sẽ tự động dừng nha tránh cháy máy bơm thông thường những cái máy bơm tăng áp nước nóng á, nó khoảng tầm triệu 8 đến 2 triệu nhưng mà nó vẫn không có những cái tính năng ưu việt như cái máy bơm Rimaru này thế hệ mới của bạn nha cái này chỉ còn 1350 thôi mà những cái tính năng mình thấy rất hay cái này có thể áp dụng vào cái việc mà sử dụng bơm cho đường ống nước thủy cục các bạn nha ví dụ nước ống nước thủy cục á khi mà nó không đủ sức để đẩy lên cao mình có thể áp dụng cái này gắn đường đầu nước vào đây và đầu nước ra đẩy lên bồn cao tối đa 25 m nha và khi mà nước thủy cục bị hết á bơm này nó sẽ chạy khoảng tầm 5 phút đến 8 phút nó sẽ tự động ngừng nha và khi nước thủy cục có lại nó sẽ tự động chạy đó nó an toàn nha không cần phải đổ chế thêm những cái gì khác và nếu như mà gắn ở trên bồn máy nước nóng đấy từ trên cao xuống thì nếu nước trong bồn nó hết thì bơm này nó tự động ngừng luôn đó sau 4 4 phút rưỡi đến 8 phút là nó sẽ ngừng các bạn nha rồi, cái bơm này uh, giá thì rẻ nhưng mà mình uh, chạy được uh, máy nước nóng, mình thấy khá là ok nha. Các bạn muốn mua tham khảo cái bơm này thì bấm vào link phần bình luận và mô tả để đặt hàng trên TikTok nha các bạn nha Chào các bạn.